Xin chào anh em, tiếp tục là chuyên mục 3 phút mỗi tuần cùng với Alphard Computer. Thì mỗi khi, mỗi tối thứ hai hàng tuần, chuyên mục này sẽ được lên sóng. Tuy nhiên, kể từ buổi phát sóng ngày hôm nay thì chuyên mục sẽ được chuyển sang vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Phụng Tùng. i7-9700F khi chơi game Battlefield 5 max setting thì con tản nhiệt tối thiểu bao nhiêu tiền để nhiệt độ con CPU dưới 70 độ vậy? Thì theo thông số thì i7-9700F là một mẫu CPU 8 nhân có xung nhịp theo cá nhân mình đánh giá là khá cao, lên đến 4.7GHz. Vậy thì với một con tản nhiệt stock theo kèm thì việc nóng sẽ không thể tránh khỏi rồi. Nếu mà để CPU dưới 70 độ thì mình khuyên có thể dùng tản nhiệt T400i huyền thoại hoặc có thể tham khảo mẫu tản nhiệt ID Cooling SE224RGB có hàng ngay tại Alphard. Câu hỏi của bạn Elmai Highlight. AD cho em hỏi i5-9400F cộng 1660Ti có chơi nó là ổn trên màn 2K144Hz hay không? Chắc chắn 100% là thừa sức rồi. Bạn có thể chiến game cả tựa game Dota 2, CSGO hoàn toàn ổn nữa. Và mình thấy nếu như bạn đầu tư cái combo này chỉ là chơi LOL thôi thì có vẻ bạn đầu tư hơi ác đấy. Tiếp tục sẽ là câu hỏi của bạn Sơn Trần. GTX 16606GB với RX 590 8GB thì cái nào mạnh hơn? Thì đây là một câu hỏi mình thấy rất nhiều rồi. Thì mình sẽ trả lời như này. Nếu xét trên toàn bộ khía cạnh và tổng thể thì RX 590 sẽ mạnh hơn một chút khi so với GTX 16606GB. Còn nếu mà tính ra về mức giá thì cũng khó, bởi vì cả hai mẫu card đồ họa này có thể nói là hiệu năng trên giá thành rất tốt. Chẳng qua là bạn là fan bên nào thôi. Nếu bạn là fan của AMD thì mua RX 590, là fan của Nvidia thì mua GTX 1660 bản bình thường. Tiếp tục là câu hỏi của bạn Vinh. i3-9100F có thể dùng chơi game mấy game online đang hot ổn trong tầm bao nhiêu lâu nữa ạ? Game online đang hot hiện nay thì rất nhiều, nhưng mà tuy nhiên mình sẽ nói trên cái phương diện là mình biết và mình thấy nhiều bạn chơi, đó chính là LOL, FIFA Online, CSGO, Dota 2, PUBG. Nhưng mà chỉ có điều mình hơi băn khoăn một chút, đó chính là CSGO và Dota 2 tiêu tốn tương đối nhiều CPU. Nên mình nghĩ thì với i3-9100F vẫn có thể chiến trong khoảng 2 năm nữa, tương đối ổn thôi. Bạn Hiệp Trần đặt câu hỏi. Cùng là 8 nhân thì nên chọn Ryzen 7 3800X hay i7-9700K ạ? Đây là một câu hỏi khá khó khi i7-9700K có 8 nhân 8 luồng, còn Ryzen 7 3800X có 8 nhân 16 luồng. Tuy nhiên, về khoảng xung nhịp thì i7-9700K lại cao hơn một chút, nên mình sẽ lựa chọn vote cho i7-9700K theo ý kiến cá nhân của mình. Câu hỏi của bạn Long Phấn tên khá là hay. R9-270 với GTX 660 thì nên chọn sản phẩm nào ạ? Thì cả hai mẫu card đồ họa này nó tương đối cũ rồi, thì việc bạn lựa chọn cũng nên cân nhắc một chút vì vấn đề độ bền. Tuy nhiên, nếu chỉ xét đơn thuần về hiệu năng thôi thì R9-270 sẽ mạnh hơn GTX 660. Vì ngày xưa mình có sử dụng phiên bản R9-270 rồi và mình thấy chơi PUBG cũng khá là ổn với mức setting video. Và là chuyên mục đã kết thúc rồi. Anh em có câu hỏi nào đừng quên để lại ở dưới phần comment của video, hay muốn chúng mình làm chuyên sâu về chủ đề nào thì cũng đừng quên để lại ý kiến nhé. Và để kết thúc video thì trong tháng 12 này, Alphard Computer có vô vàn chương trình ưu đãi và cực kỳ nhiều sản phẩm giá sốc. Anh em nào quan tâm thì có thể click vào link mình để dưới phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.